Tòa xử vắng mặt bị cáo, ba luật sư bào chữa tự ý ra về. Pháp luật online, ba luật sư đã xin không tham gia phiên tòa và tự ý ra về. Khi tòa quyết định xử vắng mặt bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre, ngày 31 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án 15 năm tù đối với bị cáo Đào Minh Việt, sinh năm 1959, ngụ phường 6, thành phố Bến Tre, cựu thủ quỹ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre về tội tham ô tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đào Minh Việt vắng mặt do lý do bệnh nặng không thể đến tòa. Phiên tòa có 4 luật sư LS bào chữa cho bị cáo gồm 3 luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh và 1 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bến Tre. Trong phần thủ tục, các luật sư bào chữa cho bị cáo Việt cho biết bị cáo Việt đang bị bệnh nặng, sức khỏe yếu không thể đến tòa. Vì vậy, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận yêu cầu của các luật sư tiếp tục xét xử vắng mặt bị cáo. Do lý do trước đây phiên tòa đã mở rất nhiều lần nhưng bị cáo đều không có mặt. Người đại diện hợp pháp của bị cáo Đào Minh Việt là bà Lê Thị Nương, vợ bị cáo Việt cũng đồng ý quyết định của hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định tiến hành phiên tòa theo kế hoạch, không đồng ý với quyết định xét xử vắng mặt bị cáo. Ba luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã xin không tham gia phiên tòa và tự ý ra về. Theo cáo trạng, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre, gọi tắt là Ban, do Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre quản lý. Từ năm 2012 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, Đào Minh Việt có hành vi giúp sức cho kế toán Võ Thị Hồng Dân sử dụng 56 giấy rút tiền do dân lập và giả chữ ký của chủ tài khoản đến kho bạc tỉnh Bến Tre, rút tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng về đưa cho dân chiếm đoạt sử dụng. Đồng thời, trong thời gian làm thủ quỹ từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, Việt rút tiền về không nhập vào số quỹ tiền mặt mà chiếm đoạt tổng số tiền 100 triệu đồng. Liên quan trong vụ án này, trước đó vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã xét xử và tuyên án 3 bị cáo trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre, gây thất thoát vào ngân sách nhà nước trên 6,5 tỷ đồng. Cụ thể, bà Võ Thị Hồng Dân, cựu kế toán Ban, bị phạt 20 năm tù, Trần Thị Nguyệt, 51 tuổi, cựu thủ quỹ Ban, bị phạt 2 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Đối với ông Võ Phúc Ánh, cựu phó trưởng Ban, tòa tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến các sai phạm trên, các cá nhân trong vụ án gồm ông Võ Phúc Ánh đã giao nộp hơn 2,6 tỷ đồng, bà Trần Thị Nguyệt giao nộp 20 triệu đồng, bà Võ Thị Hồng Dân giao nộp hơn 2,4 tỷ đồng cho nhà nước để khắc phục hậu quả. Riêng ông Đào Minh Việt giao nộp 100 triệu đồng để bồi thường. Về sự có mặt của người bào chữa phải có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho người mà mình đã nhận bào chữa. Người bào chữa có thể gửi trước bản bào chữa cho tòa án. Trường hợp người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì tòa án mới hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Nếu người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, thì tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử.